Hello Vlog và Đường Pít xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4 năm 2024. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những cái thông tin mà khá là thú vị, đó là câu chuyện về việc là tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sẽ phải thay đổi cái số áo của mình khi mà chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Ở trận đấu vừa ra mắt thì Nguyễn Tuấn Anh đã mặc chiếc áo số 11 của Thép Xanh Nam Định. Tuy nhiên là theo cái quy chế mới của bóng đá Việt Nam, theo cái quy chế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các cái quy chế liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp do Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Nam quy định, thì Tuấn Anh buộc lòng là phải thay đổi lại cái số áo khi mà chuyển từ đội này sang đội khác ở giai đoạn giữa mùa giải. Tức là điều này thì cũng đồng nghĩa là nếu mà muốn giữ cái chiếc áo số 11 thì Tuấn Anh cũng chỉ có thể là giữ bắt đầu từ giải đấu năm 2024-2025. Còn ở mùa giải này thì Tuấn Anh bắt buộc là phải thay đổi sang một số áo khác. Đây có thể nói là một cái quy định cũng khá là khó khăn cho các cầu thủ, nhất là những cầu thủ mà họ đã định hình được cái thương hiệu của họ trước đó. Chẳng hạn như là chúng ta cũng biết rồi, ví dụ những cầu thủ như là Cristiano Ronaldo chẳng hạn, thì bạn ấy luôn gắn liền với một cái thương hiệu, đó là CR7. Hay là Lê Công Vinh của bóng đá Việt Nam chúng ta thì là CV9 chẳng hạn. Thì với Tuấn Anh là TA11. Việc ngày nay số áo của các cầu thủ không đơn thuần chỉ là để nhận diện trong đội bóng, mà nó còn gắn với một phần gọi là thương hiệu cá nhân của bản thân cái cầu thủ đó nữa. Ví dụ như là những cái tên mà Dũng vừa mới kể cho quý khán giả, thì thực sự mà nói là nó gắn liền với cái thương hiệu của các cầu thủ từ lúc mà mới nổi và có thể là sau khi kết thúc sự nghiệp luôn. Và trong cái quá trình đó thì họ cũng hoàn toàn có thể là khai thác chính cái thương hiệu đó để mà cạnh tranh trong cái lĩnh vực kinh doanh, chẳng hạn như là một số những cái thương hiệu cá nhân thì mang tính toàn cầu, với CR7 Cristiano Ronaldo là như vậy. Công Vinh cũng đã có một cái trung tâm dạy bóng đá và bạn ấy lấy tên là CV9. Rồi thương hiệu Camito, thương hiệu thời trang thể thao, thì thậm chí là đã kết hợp với Nguyễn Tuấn Anh để đưa ra một cái mẫu giày tên là TA11. Và tất nhiên đây là cái mẫu giày mà bán chạy nhất của thương hiệu Camito trong lịch sử mà họ hợp tác với các cầu thủ. Bán chạy hơn rất nhiều so với cái thương hiệu QH19, tức là Quang Hải 19, mà trước đó thì Camito đã hợp tác. Để cả nhà có thể hiểu được rằng là những cái thương hiệu cá nhân như vậy nó có thể là mang đến những cái lợi ích rất là thú vị trong bóng đá, và nó tạo ra những cái câu chuyện kinh doanh thú vị. Chẳng hạn như một cái tên mà cũng rất là nổi trong cái khoảng thời gian cách đây khoảng 2 năm, đó là Nguyễn Văn Toàn với cái thương hiệu là Vato 9 á, là nó mang tên là cái thương hiệu là Văn Toàn, viết tắt, viết ngắn ra đó, Vato, và số 9 là cái số áo của Văn Toàn. Bây giờ thì không có TA11 hay không có Tuấn Anh 11, mà tạm thời ở mùa giải năm nay Tuấn Anh sẽ lấy cái số áo là 21, tức là TA21, nghe nó khá là lạ lẫm đúng không ạ? Một số trường hợp cầu thủ lương lựa chọn một cái số áo ở bất kỳ đâu vì phong thủy, chẳng hạn như là hồi xưa có thủ môn Fabian Barthez của đội tuyển Pháp á, là luôn mặc áo số 40, hoặc là Lizarazu thì luôn mặc cái áo số 69. Ngoài ra thì còn một vài cái số áo cổ điển có tác dụng là thể hiện đẳng cấp, mà thường là nhiều cầu thủ họ sẽ lấy số 1, số 9 và số 10. Và trong thời đại công nghệ mạng xã hội càng bùng nổ thì cái hình ảnh cá nhân của nhiều cầu thủ sẽ được nâng cao đáng kể. Và do đó một số chi tiết như là số áo thì chắc chắn là một cái cách để mà các cầu thủ họ nâng cao cái hình ảnh của họ trong cả kinh doanh, cũng như là tạo cái thương hiệu trong thi đấu. Bước ra sân nhìn cái số áo của một đội bóng là người ta ngay lập tức biết đến là cái tên nào liền. Rõ ràng là với cái quy định ban hành thì chắc chắn là các câu lạc bộ, kể cả Thép Xanh Nam Định, đội bóng đang dẫn đầu của V-League, bắt buộc phải tuân theo, đó là thay đổi số áo của Tuấn Anh từ 11 thành số 21 ngay từ vòng đấu tới. Trừ một số trường hợp đặc biệt thôi, nhưng mà với Tuấn Anh thì bạn ấy cũng không muốn phải vướng vào cái câu chuyện tranh luận như thế này. Cho nên là Tuấn Anh chắc chắn là đồng ý và mùa tới thì sẽ mặc cái áo của số 11 ở Nam Định sau đó. Thì chắc chắn là đây cũng sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị ở trong bóng đá mà chúng ta còn có thể nhắc đến rất là nhiều. Cũng với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định thì ngày hôm nay
cái thông tin về việc là Nguyễn Hữu Tuấn không được đăng ký thi đấu ở giai đoạn lượt về của V-League 2023-2024 mang đến cái cảm giác khá là buồn cho những ai mà yêu mến cầu thủ này. Hai cái tình huống mắc lỗi dẫn đến penalty ở trận đấu gặp câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa dường như là một cái quyết định đóng lại cái cơ hội để Hữu Tuấn có thể tiếp tục đóng góp cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở chặng đường tới đây của đội bóng. Và nếu mà trong cái trường hợp Thép Xanh Nam Định lên ngôi vô địch ở V-League thì bản thân Hữu Tuấn có lẽ là người buồn nhất. Có lẽ sẽ là người buồn nhất. Tại vì bạn ấy sẽ không được tận hưởng cái niềm vui của nhà vô địch bởi vì phải dừng bước sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi. Tất nhiên là chúng ta cũng hiểu là danh sách đăng ký thi đấu có hạn mà thôi, cũng chỉ có chừng đó số cầu thủ. Mà ở giai đoạn vừa rồi, khi mà thị trường chuyển nhượng được mở cửa thì đội bóng Thành Nam đã chiêu mộ Lucas, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh và Tuấn Anh để mà đua vô địch. Chúng ta cũng thấy Lucas đã ở đâu ở trung vệ, thậm chí vừa rồi còn ghi bàn thắng quyết định vào lưới của Hà Nội FC. Rồi Ngọc Bảo là ai? Là một trung vệ đang lên của đội tuyển Việt Nam luôn, đã được huấn luyện viên Philippe Thuse triệu tập lên đội tuyển trong những cái đợt hội quân gần đây nhất và là chốt chặn cực kỳ tin tưởng của câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định ở giai đoạn lượt đi của V-League. Ngọc Bảo chuyển đến Thép Xanh Nam Định là một cái khoảng trống rất là lớn ở Maryland Quy Nhơn Bình Định, chứ không phải đùa đâu. Bạn ấy đang đá rất là tốt. Rồi Thanh Thịnh cũng ở vai trò là hậu vệ. Ở phía trước có Tuấn Anh đá với vai trò là tiền vệ mà còn chơi cả được tiền vệ tấn công cũng như là tiền vệ quét nữa. Nên là nếu để nói về yếu tố chuyên môn thì việc mà Nam Định gặp tên Hữu Tuấn thì cũng hoàn toàn là có thể hợp lý và biện giải được cho cái tham vọng của đội bóng Thành Nam. Nhưng với cá nhân và với những anh em trong giới bóng đá thì rất là thương Hữu Tuấn. Bởi vì đó là một cái nước đi mang lại cái nỗi buồn cho bản thân của Hữu Tuấn. Và càng buồn hơn bởi vì cái giai đoạn mà gạch tên thì nó đã quá sát rồi. Hữu Tuấn cũng không thể chuyển đến thi đấu cho các câu lạc bộ kịp nữa. Khi hết thời gian để tìm kiếm cái cơ hội thi đấu cho các câu lạc bộ. Và đó chính là một cái thiệt thòi rất là lớn cho bản thân của Hữu Tuấn. 3 tháng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 và đầu tháng 7 mới kết thúc V-League. Đó có lẽ là cái khoảng thời gian mà ngồi chơi xơi nước rất là buồn với bản thân của bạn Hữu Tuấn. Không biết là sau đó thì Tuấn có chia tay Thép Xanh Nam Định để đến với một đội bóng nào đó khác không? Hay là sẽ chờ đợi cơ hội để mà lấy lại niềm tin của ban huấn luyện và tiếp tục thi đấu ở mùa giải 2024-2025? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Vlog ngoài đường pitch rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho phần điểm tin mở đầu của chương trình livestream vào tối ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Cái giọng của Dũng nó đang hơi bị khàn một chút, mong quý khán giả là thông cảm nếu như là nghe có phần hơi khó chịu. Không phải là do âm thanh gì đâu, do cái giọng của Dũng ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái thông tin tiếp theo. Trước đó thì xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài đường pitch trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với những thông tin tiếp theo. Xin mời cả nhà. Tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa Lop Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Sáng ngày hôm nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã công bố danh sách, công bố thêm một nhà tài trợ mới đồng hành với Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong 3 năm. Và từ cái động thái mới này thì nhiều người có thể sẽ suy luận ra rằng là trong một tương lai không xa, chiếc ghế của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam rất có thể, vâng, rất có thể sẽ trao cho một huấn luyện viên đến từ Nhật Bản. Bởi vì sáng nay thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã công bố thêm nhà tài trợ đồng hành 3 năm với bóng đá Việt Nam. Và nhà tài trợ này là một thương hiệu đến từ Nhật Bản để nâng cái số lượng các nhà tài trợ của Nhật Bản, đến từ Nhật Bản đang đồng hành với Liên đoàn bóng đá Việt Nam lên con số 6. Và như vậy là chúng ta cũng thấy rồi, rất là nhiều những cái doanh nghiệp của Nhật Bản đang
cố gắng để hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Nó cũng dự báo cho cái suy luận rằng là rất có thể trong thời gian tới thì chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia sẽ được trao cho một nhà cầm quân đến từ Nhật Bản chẳng hạn. Bởi vì nói chứ trong cái khoảng thời gian dài vừa qua thì phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản họ thường xuyên là hợp tác và hỗ trợ rất là nhiều cho VFF. Và vì vậy mà việc có thêm những cái doanh nghiệp tìm đến với VFF, mình nghĩ rằng đó cũng là một cái gợi mở để cho tất cả chúng ta cùng chờ đợi xem có phải là bắt đầu từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 tới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố một huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia sẽ là một nhà cầm quân đến từ Nhật Bản hay không nha. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Vlog ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của cả nhà, và nếu yêu thích thì quý khán giả có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Lúc này đây thì mình cũng đã nhận được một loạt các cái clip của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gửi về. Một chút nữa sau khi kết thúc chương trình thì mình sẽ dựng clip và phát sóng khoảng 8 giờ tối ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến bạn Nguyễn Thị Mỹ Phụng, xin chào chị Thu Diễm, bạn anh trai nông thôn, bạn Lê Quỳnh, bạn Hà Tĩnh mình ơi. Anh trai nông thôn, Dũng cho hỏi là bao giờ đội nữ qua Đức tập huấn vậy? Cảm ơn em. Ồ, em không có thông tin về đội nữ lúc này ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của anh trai nông thôn ạ. Nếu mà có thời gian sắp tới mà có cái thông tin gì về nữ thì em sẽ chia sẻ thêm ạ. Xin chào bạn Nguyễn Khoa. Chào anh Dũng, anh nghĩ sao về mặt cỏ sân vận động Thanh Hóa xuống cấp khiến chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng? Xin cảm ơn bạn Nguyễn Khoa. Mình không rõ là vì sao, nhưng mà cái quy trình bảo quản của các cái sân cỏ ở Việt Nam chúng ta đôi lúc lại khá thất thường. Có thời điểm mình đến sân Thanh Hóa và mình quay clip, mình thấy sân rất đẹp, nhưng mà cũng có thể là chỉ một vài tuần sau thôi mình cũng quay trở lại sân Thanh Hóa đi thì mình lại thấy sân xấu. Có những lúc mà mình đến sân Vinh, trời ơi nó tệ không thể tưởng được. Nhưng mà cũng có khi là 2 tháng sau mình quay lại sân Vinh thì nó lại đẹp trở lại rồi. Tức là cái công tác bảo quản mặt cỏ của các sân bóng ở Việt Nam đôi lúc lại rất là thất thường. Có thể là một phần là vì chịu cái ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc chẳng hạn. Ở miền Nam thì mình thấy là tương đối là nếu mà làm chăm chút thì hầu như là ít xảy ra cái tình trạng là trơ cỏ, trơ cát ra. Nhưng mà ở các sân ở phía Bắc thì lúc rất là đẹp, nhưng mà lúc thì tệ ơi là tệ. Thì cái này chắc chắn là nó liên quan đến cái quy trình bảo quản sân cỏ, mặt cỏ, và một phần là chịu cái tác động của thời tiết, nó dẫn đến là có cái sự chủ quan trong cái việc chăm sóc chẳng hạn. Xin chào bạn Trần Trường. Dũng nghĩ Ca Cộng có hợp tác với ngoại hạng Anh để các cầu thủ Việt Nam sang đấy tập luyện và chơi bóng ở đó không? Ca Cộng là một đài truyền hình của Pháp, họ có bản quyền của ngoại hạng Anh, nhưng mà họ tập trung vào cái công việc kinh doanh, chứ chẳng liên quan gì đến cái chuyện đưa cầu thủ đi cả. Xin chào anh Phú Phạm. Hello em, tiếc cho Hữu Tuấn, mong em ấy vượt qua, mùa sau về lại Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh mang đại số nào cũng được, hết mùa mang lại số 11 chỉ mấy tháng thôi. Dạ đúng rồi, xin cảm ơn chia sẻ của anh Phú Phạm. Nhưng mà Hữu Tuấn, bạn ấy vẫn còn hợp đồng với Thép Xanh Nam Định, không được đăng ký là buộc phải tuân theo cái quy định của ban lãnh đạo đội bóng. Chứ còn bạn ấy đã ký hợp đồng với Thép Xanh Nam Định 3 mùa thì vẫn còn một mùa tới nữa. Nên là thứ hai nữa là phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai thì như Dũng cũng đã chia sẻ rồi là không còn mặn mà với Hữu Tuấn nữa. Xin chào bạn Triệu Văn Thanh. Em rất thích huấn luyện viên Tuấn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, khi viết tên người ta thì em cố gắng là đầy đủ họ tên một chút, còn không thì cũng phải có chữ lót chứ. Anh em ghi mỗi huấn luyện viên Tuấn anh đọc anh cũng hơi ngại, anh lỡ anh đọc rồi rất là ngại, khi mà ví dụ khán giả mọi người xem lại kêu thằng này sao đọc tên mà lại đọc tên người ta mà lại không đầy đủ, rất là kỳ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Triệu Văn Thanh. Anh Hoàng Anh Tuấn, nói tóm lại là một huấn luyện viên mà nhận rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều. Có những người rất là khen ngợi anh Hoàng Anh Tuấn, cũng có những người thì không thích anh Hoàng Anh Tuấn. Một phần là những khán giả mà không thích anh Hoàng Anh Tuấn thì chịu tác động trước đây bởi những cái lời chê của ông bầu Đoàn Nguyên Đức dành cho anh Hoàng Anh Tuấn.
Và thực sự mà nói thì đó cũng là một cái quãng thời gian mà anh Tuấn cũng bị hoài nghi và bị chỉ trích khá là nhiều từ người hâm mộ. Tuy nhiên là anh Tuấn thì được một cái là cho dù là có buồn như thế nào thì anh ấy vẫn thôi thì im lặng và cố gắng để thể hiện bằng cái năng lực chuyên môn khi mà được trao các cái cơ hội. Và thực tế mà nói thì trong những cái giai đoạn nhất định, anh Tuấn đã mang lại cái niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và sau này thì Bầu Đức cũng không còn nhắc gì đến những cái chỉ trích đó nữa, và cũng không, nói chung là cũng họ cũng nói chung là quên đi những cái không ưa hay là cái hiềm khích gì với nhau. Cái chuyện này thì là cái chuyện rất là bình thường trong bóng đá, có lúc không thích thì họ bày tỏ quan điểm đó thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là sau đó thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi và nên gác lại. Lúc này đây thì anh Hoàng Anh Tuấn đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam là trao cho cái cơ hội với đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó năm ngoái thì anh cũng đã mang lại cái niềm vui rất là lớn cho người hâm mộ rồi. Điều đó là cái điều quan trọng nhất. Và bây giờ thì anh ấy sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam ở sân chơi ở Châu Lục, một giải đấu mà 6 năm trước chúng ta đã tưng bừng ăn mừng khi mà đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành được cái danh hiệu Á quân của giải U23 châu Á. Có nhiều sự chờ đợi và kỳ vọng, cũng có nhiều người mong rằng là anh Tuấn sẽ thành công với lứa U23 này và sau đó sẽ lấy đó làm bệ phóng để được trao cái cơ hội tạm quyền ở đội tuyển quốc gia trước khi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam tính đến phương án bổ nhiệm huấn luyện viên nước ngoài để mà dẫn dắt đội tuyển để hướng tới cái sân chơi ASEAN Cup vào tháng 11. Thì tháng 6 này còn hai cái trận đấu ở vòng loại World Cup gặp Iraq và Philippines. Thì nếu anh Tuấn mà làm tốt với U23 thì anh ấy cũng hoàn toàn có thể sẽ được trao cơ hội làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội tuyển quốc gia. Chuyện này thì mình thấy là rất là ok, rất là bình thường, không vấn đề gì. Nếu làm tốt thì dĩ nhiên là sẽ được trao cơ hội thôi. Xin chào bạn Phúc Nguyễn, bạn Linh Nguyễn. Cho hỏi giờ có ai làm huấn luyện viên Việt Nam chưa? Bạn chịu khó chờ đến tháng 8. Giai đoạn đó thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu là lựa chọn. Bây giờ thì ở thời điểm hiện tại sẽ tiếp nhận các cái hồ sơ mà những nhà môi giới, những công ty môi giới họ gửi về cho liên đoàn về các cái huấn luyện viên có tiềm năng. Xin được chia sẻ cùng với bạn. Xin chào bạn Phương Nguyễn. Tuấn Anh chưa đến mức cao về độ ảnh hưởng đâu. Sai lầm. Tuấn Anh luôn là một thương hiệu nhận được, tạo được cái sự ảnh hưởng rất là lớn. Cái sự ảnh hưởng của Tuấn Anh nó không hẳn nằm ở yếu tố về chuyên môn nữa, mà Tuấn Anh nó đi về một cái hướng hoàn toàn khác. Đó là cái yếu tố về học vấn, đạo đức trong bóng đá. Tuấn Anh là lại đi theo cái hướng đó. Cho nên là như mình đã nói, cái doanh số bán sản phẩm mà liên quan đến Tuấn Anh thì Camito họ đạt được cái lợi nhuận khủng khiếp. Họ siêu lời về cái thương hiệu giày TA11. Thứ hai nữa là về cái câu chuyện đó là một cầu thủ rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây có thể là ở trên sân mang lại cái cảm hứng chơi bóng. Chứ bạn ấy không phải là cái người mang lại cái hiệu quả. Bởi vì nếu cả nhà để ý sẽ thấy là nếu mà để soi về hiệu quả nha, Tuấn Anh đá thường xuyên là đội hay thua. Kể cả đội tuyển lẫn đội Hoàng Anh Gia Lai trước đây là hay thua, chứ không phải là hay thắng. Nhưng mà cái nguồn cảm hứng bạn ấy chơi bóng ở trên sân, đặc biệt là với những cái bạn mà cầu thủ chơi bóng, thì khi họ xem Tuấn Anh đá họ cực kỳ thích. Có thể họ là đang là đối thủ của Tuấn Anh, họ tranh chấp với Tuấn Anh, họ có thể làm mọi cách để khóa chặt Tuấn Anh. Nhưng mà họ cực kỳ thích khi mà kết thúc trận đấu, họ luôn phải thừa nhận là đá với thằng Tuấn Anh nó mới sướng. Bởi vì cái cảm giác họ được so tài với một cái cầu thủ mà có cái lối chơi hào hoa đó thì họ thích lắm. Có thể là họ đá chặt chém để ngăn được Tuấn Anh, nhưng mà ngược lại là sau trận họ dành cái sự tôn trọng rất lớn. Những người thầy cũng vậy, các huấn luyện viên cũng vậy. Các huấn luyện viên khi mà chuẩn bị đá với Hoàng Anh Gia Lai trước đây, hay là các huấn luyện viên của các đội tuyển mà đối đầu với đội tuyển Việt Nam mà có Tuấn Anh, thì họ sẽ nghiên cứu và họ khóa cái bạn này lại. Sẽ tìm mọi cách tiểu xảo, trong bóng đá là bắt buộc thành tích đưa lên cao nhất. Nhưng mà xong là họ luôn dành cái sự lời khen cho bạn Tuấn Anh này. Bởi vì đơn giản là họ thích cái mẫu cầu thủ mà có thể chơi thoát pressing á. Không phải là nhiều, đặc biệt trong bóng đá Việt Nam nữa. Thì những cái mẫu cầu thủ như đó, như vậy á, luôn có thể trở thành một cái đề tài trong cái giảng dạy của các huấn luyện viên. Nên là rất là thích.
rồi một bộ phận người hâm mộ nữa là thích cái theo hướng đó, chứ không phải là ở cái tầm ảnh hưởng là anh này anh đạt thành tích nhiều hay là như thế nào đó. Không, cái câu chuyện là đây là một con người đặc biệt, đặc biệt đến mức dị biệt luôn, không giao du, không tiếp xúc, thậm chí là ở cùng phòng với Tuấn Anh đôi lúc là lại còn bị ngại nữa. Nhiều đồng đội từ đội tuyển quốc gia cho đến câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, họ ở với Tuấn Anh là họ phải im lặng, họ phải giữ một cái sự tĩnh lặng nhất định, tại vì Tuấn Anh là như thế, không thích nói chuyện với ai cả. Một ngày có thể là bạn ấy dành khoảng 5 đến 7 tiếng đồng hồ không nói với ai, chỉ im lặng đọc sách. Đến khi chuẩn bị bước vào công việc, tập luyện hay này nọ thì bạn ấy mới bắt đầu quay ra mở lời. Đó, đến mức như vậy, đó là, đã là một cái thương hiệu đặc biệt rồi. Nhưng mà nhờ vậy thì sao, không mạng xã hội, không gì hết, thì lại là nó lại trở thành một cái điều rất là thú vị. Hôm vừa rồi thì mình không nhớ, có một ngôi sao bóng đá của một đội bóng rất là lớn mà tự nhiên giờ quên bén rồi. Nhưng mà khi mà anh chàng này được phỏng vấn á, thì là tại sao mà anh lại thể hiện được một cái sự gọi là cái sự tập luyện nghiêm túc và cái sự tập trung cực kỳ cao độ như vậy. Thì anh này anh chỉ nói đơn giản, anh ấy trả lời một tờ báo rất là lớn trên thế giới, anh chỉ nói đơn giản, mình không nhớ là đội tuyển Đức hay là của Man City hay là, thì anh này anh mới nói một câu là đơn giản là cho đến bây giờ tôi 20 mấy tuổi rồi, gần 30 tuổi rồi, nhưng mà nói chung là bây giờ tôi không có xài mạng xã hội, tôi không có dùng mạng xã hội, cho nên là tôi chả cần biết cái gì, chuyện gì xảy ra cả. Ôi rất là hay, đó cũng là một cái, đó nghe cái câu trả lời đó là lại liên tưởng ngay đến anh chàng Tuấn Anh này, đi theo một cái hướng như vậy, họ không cần phải sự nổi tiếng gì trên mạng xã hội, họ không cần, họ chỉ cần tập trung vào cái câu chuyện là họ đang là cầu thủ đá bóng và họ chơi đá bóng thôi, còn lại cái đời tư của họ càng khép kín càng tốt. Nó cũng là một cái chủ đề thú vị, là một cái hình thức thú vị. Chứ còn nếu mà để mà kiếm nó gọi là Tuấn Anh là tạo ảnh hưởng, là đây là một đội bóng mạnh, đây là một cái tập thể chiến thắng này nọ, thì coi chừng là đi ngược lại. Thường là có những cái thời điểm anh em hay nói vui là hình như là vắng Tuấn Anh thì đội lại giành chiến thắng. Đó, đến như vậy. Xin chào bạn Trung Đào. Ở Việt Nam mình chưa có ai nổi tiếng mang số 13 như danh thủ Gerd Müller. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Trung Đào. Đôi lúc cái số 13 nó là một cái con số hơi nhạy cảm. Có thể là ở phương Tây là rất là sợ, nhưng mà ví dụ như một vài cầu thủ họ chấp nhận mặc. Anh Kjaertsen cũng là số 13 đúng không cả nhà? Cũng là một cái, đây là cũng là một cái yếu tố liên quan đến văn hóa tâm linh nữa ở phương Tây. Ở Đông Á, ở Đông Nam Á mình thì có lẽ cái số 13 không phải là cái số gì quá lớn, quá là xui xẻo. Xin chào bạn Hà Tĩnh mình ơi. Dũng có tin sân trường sẽ lấy lại phong độ trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Người hâm mộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mong muốn mua đứt sân trường vì trường với Phi Sơn đá rất hợp. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hà Tĩnh mình ơi. Không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng nói thiệt là mình luôn thấy rằng sân trường không có bao giờ bị mất cái phong độ gì ở đây hết á. Không có mất phong độ, cầu thủ này chưa bao giờ mình thấy là bị mất phong độ cả. Mà chỉ đơn giản là cầu thủ này có được dùng hay không mà thôi, và dùng phù hợp với cái đội bóng hay không mà thôi. Vì có những cái đội bóng Xuân Trường vào là giống như cá gặp nước, tức là nó vừa khích với cái chuyên môn, cái yêu cầu mà Xuân Trường có thể đá được. Tức là không đòi hỏi bạn này phải đá trụ, không đòi hỏi bạn này phải đá quét, đá tranh chấp, mà chỉ cần bạn này nhận trái bóng và làm thế nào để đưa đến thuận lợi nhất cho các đồng đội là đủ. Tại vì Xuân Trường từ trước đến giờ, cái phong độ của Xuân Trường mình luôn thấy rằng bạn này là đi ngang một cái con đường ngang luôn. Nổi lên ở Gia Lai như thế nào thì đến bây giờ mình vẫn thấy là bạn ấy đá y chang như vậy. Nếu đặt vào đúng một đội bóng, chỉ cần Xuân Trường làm được những cái đó, tất cả phần còn lại để cho cái nhóm cầu thủ khác giải quyết, thì Xuân Trường cực kỳ là lợi hại. Vậy thì anh Nguyễn Thành Công, anh ấy có thể thấy vấn đề này ở đó. Anh Chu Đình Nghiêm không thấy được. Không phải là anh ấy không thấy được, mà anh ấy không muốn đá cái lối đá đó. Anh ấy không muốn tất cả phải phục vụ, tất cả tiền vệ phải phục vụ cho Xuân Trường. Anh ấy không,
anh ấy muốn là cả một tập thể phải gắn kết, phải đều, phải kiểm soát bóng, phải duy trì như thế nào. Nhưng trường không đáp ứng được cái chuyện đó đối với anh Chu Đình Nghiêm thì anh ấy sẽ không dùng. Anh ấy có cái chiêu khác của anh ấy có cái hay khác của anh ấy, và trường không phù hợp, nói thẳng ra không phù hợp. Có thể là anh Văn Trần Hoàng rất thích Xuân Trường, nhưng mà trong cái lối chơi của anh Chu Đình Nghiêm, trường không có chỗ đứng được, chỉ thỉnh thoảng mới ra sân. Nhưng mà nếu để nha, thỉnh thoảng ra sân vẫn đã tốt. Còn với anh Nguyễn Thành Công thì anh ấy lại cần hơn, bởi vì có thể những vệ tinh xung quanh đã đáp ứng được các cái tiêu chí anh Công chờ rồi, tức là hỗ trợ cho Xuân Trường, quét hết để Xuân Trường quẩy. Vậy thôi, giống như thời của huấn luyện viên Zoom ở Hoàng Anh Gia Lai. Trường là gì ạ? Đúng không ạ? Trường được phục vụ để có thể tạo ra những cái đường truyền đó thì hợp lý. Thời anh Kiati Sắc cũng vậy, khi mà còn lực lượng đầy đủ thì Xuân Trường vào sân là bạn ấy được đóng cái vai trò chỉ đơn thuần là làm sao để kiến thiết, không nhất thiết là phải tranh chấp nhiệm vụ đó để cho Tuấn Anh gánh ở dưới, hoặc là Minh Vương luôn. Trường không cần phải làm cái chuyện đó. Cho nên là nói thiệt, mọi người có thể chê Xuân Trường xuống phong độ, nhưng đối với mình không thấy cái anh này xuống phong độ, mà này cứ đi ngang vậy. Quan trọng là ông nào ráp vào đúng cái lối chơi phù hợp là xài được thôi. Xin chào bạn bóng đá Việt Nam. Chúc Át buổi tối vui vẻ, chưa bay ra Đà Nẵng à? Ngày mai mình mới đi. Ngày hôm qua mình mới về thôi, mình nghỉ một ngày sau đó mình mới đi được. Chứ mình cũng rất là mệt rồi. Mình vừa trải qua quá nhiều các chuyến đi, thời gian ở nhà rất ít và thực sự là đuối sức. Cho nên là sau chuyến đi Đà Nẵng này thì mình sẽ nghỉ ngơi một tuần đến 10 ngày, sau đó mới tiếp tục là đi miền Tây. Thực sự là cạn lực rồi, hết sức rồi. Xin chào bạn Hồ Quốc Vĩ. Bạn bóng đá Việt Nam chiều vừa đi xem trẻ SHB Đà Nẵng với Đắk Lắk, pha cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng lên xe cấp cứu băng quấn trên đầu nhìn ghê thật. Ghê vậy. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn bóng đá Việt Nam. Xin chào bạn Lê Hùng, bạn Nguyễn Ngọc Tuấn. Tại sao câu lạc bộ Công an Hà Nội hay phát vé cho các trường đại học ở Hà Nội để phát lại cho sinh viên nhỉ? Ví dụ phát vé trận gặp vào Sông Lam Nghệ An vào ngày 5 tháng 4 tới. Dạ, có thể đây là một cái chiến dịch để marketing cho đội bóng, và đồng thời là để thu hút thêm người hâm mộ đến với sân cỏ. Mình nghĩ rằng là câu chuyện này rất là hay. Các câu lạc bộ nếu mà làm được thì quá tốt ạ. Cái chuyện mà ban đầu có thể là tìm kiếm cổ động viên nó hơi khó khăn, nhưng mà nếu mà với những cái chính sách như thế này thì mình thấy là nó rất là tốt, nó cũng là một cái đường hướng đi hay. Ở nước ngoài, ở Nhật hay ở Hàn thì mình nghĩ rằng là đã phổ biến rồi. Có lẽ là nhiều câu lạc bộ ở Việt Nam mình sẽ áp dụng cái chuyện này thôi. Mình thấy Hà Nội FC cũng liên kết với các trường để đưa các cầu thủ đến giao lưu với các em nè, gọi là khơi gợi cái tình yêu bóng đá của các em nhỏ chẳng hạn. Đây là một cái hình thức, một cái hướng đi trong bóng đá chuyên nghiệp là cần thiết, các câu lạc bộ đều nên làm như thế. Mình thấy cũng nhiều câu lạc bộ họ làm theo cái hướng đó. Mình thấy đây là hay ạ. Xin chào bạn Duy Nguyễn, cháu chào chú. Chú chào cháu nha, chú chào Duy Nguyễn nha. Xin chào bạn Iska Đức, nếu em nộp hồ sơ ứng tuyển huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có được không anh nhỉ? Anh hỗ trợ em nhé, mỗi tháng em chỉ lấy 10 triệu đồng. Xin cảm ơn bạn Iska Đức ạ. Các cái tiêu chí về huấn luyện viên trưởng thì em phải có bằng cấp này nọ, chứ đâu phải là muốn nộp là nộp em. Đâu phải là cái chợ đâu. Xin chào bạn Nguyễn Duyên. Hai anh, nếu câu lạc bộ đã không có ý định dùng Hữu Tuấn thì sao không thông báo sớm cho bạn ấy để có nguyện vọng cho mượn qua các câu lạc bộ khác? Nhiều khi không hiểu mấy ông lãnh đạo nghĩ gì. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Duyên. Thực ra thì đứng ở bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái nỗi buồn cho Hữu Tuấn thôi. Còn ở đằng sau đó thì tất nhiên là sẽ có những cái vấn đề nào đó mà lãnh đạo đội bóng không hài lòng và buộc phải đưa ra cái quyết định mà nó đến muộn như thế này. Xin được chia sẻ với bạn Nguyễn Duyên. Xin chào bạn Trần Bảo.
cảnh Anh của Hoàng Anh Gia Lai đang đá cho LV Bank Thành phố Hồ Chí Minh trên VFF kìa anh. À đúng rồi, thì đâu có gì là bất ngờ, mình đã chia sẻ cái thông tin này rồi mà. Các cầu thủ của LV Bank Thành phố Hồ Chí Minh là thực ra là quân nòng cốt chính là Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood và Lò Lyon. Đây là sự tổng hợp của ba lò và anh Lương Trung Tuấn là huấn luyện viên trưởng. Xin chào bạn Huy Võ Channel. U23 sắp đến, Dũng có kế hoạch tổ chức đoàn du khách đi cùng không? Có thể mình ghép cùng. Em không có đi U23 ở bên Qatar, đắt đỏ là không đi. Cái quốc gia đó nằm ngoài tầm với của ngoài đường pit cũng như là với khán giả. Cái này thì chi phí cao quá, Dũng không có đi được. Riêng tiền vé đã 36-38 triệu cho khứ hồi rồi. Tiền khách sạn thì bình quân là khoảng 7 triệu một ngày nữa. Cái phòng thì bé xíu, 6-7 triệu một ngày thì thôi, đắt đỏ quá thì coi qua truyền hình. Đợt này thì hầu hết là phóng viên cũng ở nhà. Bên FPT Play, ngay cả đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu, họ còn đang cân nhắc đây, chưa biết là có cung cấp tạo điều kiện cho phóng viên đi tác nghiệp hay không nữa. Thực sự là mọi thứ đắt đỏ quá. Bản thân Dũng cũng tranh thủ cái khoảng thời gian U23 đi để Dũng ở nhà nghỉ ngơi hồi sức, chuẩn bị cho các cái tour tháng 5 ở trong nước thôi ạ. Trong nước hoặc là Đông Nam Á, đó mới là nơi Dũng làm tour. Chứ còn đi ra khỏi Đông Nam Á thì chắc chắn là Dũng không làm, bởi vì năng lực tổ chức cũng không có. Năng lực tổ chức ở Đông Nam Á thì làm được, tại vì trừ Timor-Leste là Dũng chưa đi ra thôi. Còn lại thì 10 quốc gia ở Đông Nam Á Dũng đi nhiều rồi, nên là có kinh nghiệm để làm và tự tin làm được. Còn lại thì ra khỏi khu vực Đông Nam Á thì chưa có làm bao giờ và cũng không có đủ cái tiềm lực để mà làm, khó lắm anh ạ. Nhìn vậy thôi chứ cái trách nhiệm khi mà tổ chức cho các cô chú anh chị khán giả đi ra nước ngoài là một cái vấn đề mà nói thiệt là mỗi lần làm mất ăn mất ngủ. Chỉ đến khi mà đoàn đặt chân về nước, nhập cảnh trở lại Việt Nam rồi á, lấy cái vali đi ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, đó mới là thời điểm mà Dũng thở phào nhẹ nhõm, là coi như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Lo lắm, nói chung là không đủ năng lực thì không dám làm. Xin chào bạn Nguyễn Hưng Nguyễn. Em like cho anh rồi. Cho em hỏi là anh làm YouTube thì em ở Nhật xem quảng cáo anh có được thêm kinh phí không ạ? Ồ, anh cảm ơn em rất là nhiều. Em cứ xem quảng cáo là tính hết. Em có ở Mỹ, ở Úc, ở Hàn, ở Nhật, ở Canada hay ở bất kỳ đâu, cứ xem vlog ngoài đường pit, thấy có quảng cáo em có thể xem khoảng 5-10 giây thôi, rồi em tắt đi cũng được, không vấn đề gì cả. Không ảnh hưởng gì đâu, miễn là cứ xem, chịu khó xem khoảng 5-10-15 giây chẳng hạn là đẹp, là tính rồi. Tại vì như vậy thì họ sẽ thúc đẩy cho cái kênh được xem nhiều hơn, view nhiều hơn. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Còn cái gọi là thêm kinh phí thì như Dũng cũng đã chia sẻ rồi, là YouTube thì nó cũng là một cái công ty, và người làm YouTube như mình, tức là các YouTuber, thì cũng là nhân viên của một công ty thôi. Lương họ trả theo cái lượt view. Ví dụ như là của Dũng đi, 1 triệu view thì là sẽ được tính là rơi vào tầm khoảng $400, tức là khoảng 8,8 triệu. Họ đang tính tỷ giá thấp so với tỷ giá Việt Nam, họ tính là 22,200. Thì như vậy là mỗi một cái tháng mình có khoảng 3 triệu view đi chẳng hạn, 2 triệu rưỡi đến 3 triệu view, thì là rơi vào tiền thu nhập là khoảng 20-mấy triệu chẳng hạn. Thì mình sẽ lấy cái tiền đó ra để mình bắt đầu là trang trải cho những cái chuyến đi, để mình tiếp tục nuôi kênh, cứ nuôi như thế. Đó thì xin được chia sẻ với bạn. Còn sau này mà mình thành YouTuber nổi tiếng giống kiểu của Sapa TV hay là Minh Hải, vlog Minh Hải, thì lúc đó cái thu nhập cao hơn thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn lên. Cũng vậy thôi. Nói chung là bây giờ thì bình quân của mình là khoảng 20-24 triệu, 25 triệu, có lúc thì lên 30 triệu một tháng. Xin chào anh Trung Đào, giải V-League năm nay có 26 trận. Vậy mỗi cầu thủ đá bao nhiêu trận thì được công nhận là nhà vô địch V-League? Ở Anh thì cầu thủ chỉ cần đá 5 trận là được công nhận là nhà vô địch. Thanh Ác.
Dạ, em xin cảm ơn anh Trung Đào. Cái này thì không có số liệu. Em cũng không rõ là nó quy định nào về cái việc là đá bao nhiêu trận thì được công nhận. Xin chào bạn, có anh ở đây rồi. Dũng cho mình hỏi là thủ môn Trần Trung Kiên của LB Băng Hoàng Anh Gia Lai quê ở đâu thế? Trung Kiên quê hình như là Hưng Yên. Hình như là Hưng Yên hay Hải Dương gì đó, mình không nhớ rõ. Một trong hai địa phương đó. Bạn Bùi Hữu An, chỉ cần vài trận đấu tốt thì cổ động viên sẽ trở lại sân thôi anh. Giờ có kêu gọi mà đá không ra gì thì họ càng thêm tức. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Bùi Hữu An. Bạn có anh ở đây rồi, Dũng quê ngoại ở đâu Nam Định thế? Quê nội mình ở Nam Trực. Dạ em ở thành phố á. Em ở trong thành phố luôn ạ. Nhờ nhiều bà con thì ở Phủ Lý. Có điều là bây giờ thì hầu như là trong họ thì tất cả mọi người đều ở, một là ở miền Nam, hai là ở Mỹ hết rồi. Không còn một ai ở Nam Định nữa. Tất cả mọi người đều đã đi hết rồi. Có một số thì đang ở Hà Nội, một số ở Sài Gòn, ở Bà Rịa Vũng Tàu, còn lại là ở Mỹ. Nhà Dũng thì bên ngoại là ở Mỹ phần lớn. Bạn Châu Nguyễn có đi tác nghiệp U23 không Dũng? Dạ không ạ, ở nhà xem TV là đủ rồi ạ. Xin chào bạn Lê Quang Truyền. Hữu Tấn không được đăng ký giai đoạn 2, đồng nghĩa thất nghiệp hết mùa giải à Dũng? Dạ đúng rồi. Xin chào bạn Kiều Bắc. Đi làm về vào là like đây. Like đầy đủ rồi Dũng. Giờ mới đi làm về. Dạ em xin cảm ơn ạ. Anh có thể là vừa ăn cơm tối và vừa xem like được rồi ạ. Cảm ơn anh Kiều Bắc. Xin chào bạn Bùi Thiên. Anh có đi Qatar không? Anh không em ạ. Chi phí cao, anh không đi. Không tác nghiệp được. Thứ nhất là AFC thì họ cấm YouTuber. Thứ hai là đi mà không quay được thì thà ở nhà, vừa đỡ tốn kém cả trăm triệu, đồng thời ở nhà lại cũng có view nữa. Vừa xem xong cái lên sóng trò chuyện với mọi người liền cũng view không. Trong khi là đi qua bên đó thì chưa chắc đã lên sóng, mà vừa lên sóng có khi là bị tịch thu thẻ hành nghề nữa. Lại bị đưa vào blacklist nữa thì có mà hết tác nghiệp sau này. Tại vì bên đó, bên AFC thì họ cấm tuyệt đối YouTuber. Ông nào mà họ thấy giơ cái máy lên một cái thôi là lại đây, trả cái thẻ đây, rồi báo về cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông này vi phạm quy định tác nghiệp, rồi xong đưa vào cái danh sách đen. Thế là sau này không bao giờ đi giải nào được. Thực sự là gọi là cái gì ta, không có đất dụng võ cho YouTuber. Anh Kiều Bắc, tạm thời thì cứ huấn luyện viên nội là tốt nhất, cứ thuê kiểu này thì đến bao giờ mới tái hiện như thời thầy Bắc? Xin cảm ơn chia sẻ của anh Kiều Bắc. Nhưng mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam họ cũng đã có đầy đủ kinh nghiệm rồi. Các huấn luyện viên nội không thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia được. Có giỏi đến mấy thì giỏi sẽ bị hoài nghi về cái chuyện quân anh quân tôi. Nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không bao giờ tái lặp lại cái sai lầm năm 2012-2013 nữa. Sẽ là tạm quyền, giống như thời anh thời mà anh Hữu Thắng vừa chia tay đội tuyển thì lúc đó huấn luyện viên Mai Đức Chung được tạm quyền, nhưng mà tạm quyền 2 tháng sau đó là đến lượt huấn luyện viên Park Hang-seo đó. Thì bây giờ cũng sẽ làm như vậy. Xin chào bạn Phan Văn. Hy vọng là Việt Nam gặp được một huấn luyện viên có tâm có tầm đức như là ông Park. Dạ xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phan Văn. Bạn có anh ở đây rồi, Dũng ngày xưa công tác ở Ca Cộng phải không? Dạ không, em chưa bao giờ làm truyền hình. Em làm truyền hình thì không bao giờ được lên sóng nữa, vì cái giọng của Dũng không phải là cái giọng trong bình luận viên được. MC không được, bình luận viên cũng không được. Cái giọng nó mái, nó hơi the thé, rất là khó điều tiết âm lượng. Cho nên là không bao giờ truyền hình họ nhận, là rất là khó. Dũng chỉ làm báo thôi. Anh Nguyễn Sáu, chào em, rất mong đợi U23 Việt Nam lần này
thi đấu đạt kết quả tốt nhất có thể để đem lại một ít niềm tin cho người hâm mộ. Dạ đúng rồi, ai cũng mong chờ cái điều này anh ạ. Sau nhiều nỗi buồn thì chẳng lẽ chúng ta cứ buồn hoài đúng không ạ? Phải có đến thời điểm chúng ta được vui chứ. Bạn Hưng Huỳnh, theo em nghĩ thì bộ ba tấn công hay nhất của U23 Việt Nam sẽ là Đình Bắc, Văn Khang, Quốc Việt. Còn anh thì anh nghĩ bộ ba nào là hay nhất? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Khá là đồng quan điểm với bạn Hưng Huỳnh. Mình nghĩ rằng đây là bộ ba tấn công mà anh Tuấn sẽ tính toán lựa chọn. Tất nhiên là còn Võ Nguyên Hoàng, một sự lựa chọn hay nữa. Đình Bắc và Nguyên Hoàng cũng có thể là lựa chọn. Quốc Việt có thể là phương án tung ra sân ở hiệp 2. Rồi ở tuyến giữa là Thái Sơn và Đức Việt luôn là cái sự lựa chọn yêu thích của anh Hoàng Anh Tuấn. Hoặc là trường hợp là Đức Việt và Đức Phú. Đó, đây cũng là có thể là những cái tính toán, cái phương án hợp lý mà anh Hoàng Anh Tuấn anh có thể là cân nhắc. Và mình cũng đã quan sát anh ấy, cách anh ấy làm khi mà anh ấy dẫn dắt đội U23 đá ở Rayong, Thái Lan năm ngoái. Những cái hình ảnh mà lúc đầu chương trình mình có phát đó là những cái hình ảnh mà trận chung kết Indo khóc quá trời khóc vì thua chúng ta ở trận chung kết mà năm đó là U23 Việt Nam của chúng ta đã giành được cái đã bảo vệ thành công cái chức vô địch và đã thể hiện khá là tốt đúng không ạ? Đó cũng là một cái trận đấu hay. Đó mình đang để cho cả nhà cùng xem lại cái trận đấu đó. Thì mình hoàn toàn là đồng quan điểm với bạn Hưng Huỳnh về cái bộ ba mà bạn đề xuất. Xin chào bạn Phạm Văn Sĩ. Chúc U23 Việt Nam thành công. Bóng đá Việt Nam chờ đợi các em vào giải này. Bạn Nguyễn Kiệt. Anh Dũng cho em hỏi về vấn đề Phạm Tuấn Tài phong độ đang rất không ổn. Anh nghĩ sao về Tuấn Tài vẫn được trọng dụng? Không có cầu thủ tên là Phạm Tuấn Tài. Bạn này là fan Tuấn Tài của Thể Công Viettel. Và mình nghĩ rằng là ở cấp độ đội tuyển là câu chuyện hoàn toàn khác. Ở cấp độ U23 thì Phan Tuấn Tài là cầu thủ xuất sắc của những bạn đồng trang lứa 23 tuổi trở xuống. Bạn ấy là xuất sắc ở cái lứa đó. Cho nên là việc mà anh Hoàng Anh Tuấn lựa chọn Phan Tuấn Tài, kể cả trước đó bạn ấy có thể đá không tốt ở cấp độ đội tuyển quốc gia, là chuyện hoàn toàn hợp lý. Hãy mang bạn ấy ra so sánh với các cầu thủ đồng trang lứa để chúng ta biết là Tài nhỉnh hơn các bạn kia. Và việc chọn Tài là hoàn toàn hợp lý. Mình chỉ tiếc là Võ Minh Trọng. Nhưng thực tế thì anh Tuấn rất thích Võ Minh Trọng. Bằng chứng là anh Tuấn dùng Trọng rất là nhiều năm ngoái, cả nhà xem, chứ không phải là không thích bạn ấy đâu. Nhưng mà anh Tuấn làm việc với anh Lê Huỳnh Đức thì mới biết là Trọng còn đau. Không thể nào mà bắt bạn ấy gồng tiếp ở cái giải này được. Nên là anh ấy buộc lòng phải thay thế. Xin chào bạn Thánh Nhỏ Việt Nam. Anh nghĩ huấn luyện viên Nhật với Hàn thì ai hợp với Việt Nam hơn? Một lần nữa thì cái này Dũng đã chia sẻ rồi. Cho nên là Dũng chỉ nói ngắn gọn lại là mình vẫn nghĩ là Hàn hợp với Việt Nam hơn. Bởi vì người Hàn họ làm mang tính thực dụng và làm thế nào để rút ngắn cái thời gian thích nghi sớm nhất cho các cầu thủ đạt được cái hiệu quả, để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Còn với huấn luyện viên Nhật thì nó mang cái phẩm chất, cái tính cách của người Nhật, đó là sự bền bỉ, kiên nhẫn và có cái tính hệ thống cao. Mà như vậy thì lại không giống với người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta để mà nói về kiên nhẫn là không có. Để bền bỉ thì cũng còn hên xui lắm. Đó, thì được xin được chia sẻ cùng với bạn. Xin chào bạn Đức Thành 1969. Dũng ơi, Tuấn Anh sẽ xử lý ra sao nếu Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai, em nghĩ sao? Dạ, Tuấn Anh lên khán đài làm khán giả. Chứ Tuấn Anh sẽ không đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai. Em xin được chia sẻ. Xin chào bạn Trần Quý Hai. Nói chung huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên U23 là hợp lý và đúng tầm rồi. Còn lên đội tuyển thì chưa đủ tầm đâu. Xin chào bạn Trương Thị Nga. Em nghĩ với hàng thủ và hàng tiền vệ của Bình Định có thể gây khó khăn cho Nam Định hay không? Dạ chắc chắn là không ạ. Nói thẳng ra, nói hơi trắng ra một xíu là không ạ. Trận lượt đi thì chúng ta đã được chứng kiến
một cái bất ngờ quá thú vị khi mà Maryland Quy Nhơn Bình Định họ đã chơi một trận cầu tưng bừng ở trên sân nhà trước Thép Xanh Nam Định, và họ đã giành cái chiến thắng, giành 3 điểm ở đất võ. Lần tái ngộ này thì họ sẽ gặp nhau ở Thiên Trường. Thời điểm này mà nói là Bình Định mà gây ra khó khăn cho Nam Định thì không còn ai tin nữa đâu ạ. Thời điểm này thực sự là như vậy. Kể cả Văn Lâm có hay đi như thế nào chăng nữa, mình nghĩ rằng là khó tạo nên được bất ngờ. Xin chào bạn Sơn Trần. Cầu thủ Tuấn Anh chơi bóng rất mềm mại, kỹ thuật tốt, hiền từ sân cỏ đến bên ngoài. Dạ đúng rồi. Xin chào bạn Đồng Nguyên Khang. Hình như là Rodri. À đúng rồi, Rodri của Man City, chính xác. Đúng rồi. Cái chia sẻ là cái chia sẻ ở trong đầu chương trình khi mà nói về cái cầu thủ mà có cái tính cách dị biệt, không dùng mạng xã hội, đúng rồi. Xin cảm ơn chia sẻ của Đồng Nguyên Khang. Một người em mà trong tương lai tới đây thì Khang sẽ đồng hành cùng với mình để cùng làm một cái kênh YouTube cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sắp tới. Khang sẽ là người làm nội dung chính. Mình sẽ hỗ trợ phía sau thôi, còn lại thì mọi thứ Khang sẽ đồng hành với bên câu lạc bộ Hoàng Gia Lai rất nhiều trong chặng đường tới đây. Xin chào bạn Gia Chánh, ai làm dẫn dắt việc đội tuyển Việt Nam? Xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Gia Chánh ạ. Mình nghĩ là không, thời điểm này chưa công bố đâu ạ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ cần 4-5 tháng bình tĩnh cân nhắc quyết đoán rồi mới đưa ra cái lựa chọn cuối cùng. Tính toán chứ không phải là quyết đoán, mà là tính toán rồi mới đưa ra cái lựa chọn về huấn luyện viên trưởng. Xin chào bạn Nguyễn Phương Nhơn. Theo bạn thì việc được vào vòng chung kết World Cup và được dự Olympic, cái nào khó hơn? Cảm ơn bạn. Mỗi cái có cái sự khó khăn khác nhau, tại vì bây giờ Olympic thì bóng đá nam là dành cho lứa U23 rồi. Đó, thì lứa U23 cộng 2 hay cộng 3 gì đó thì gọi là đội Olympic. Tất nhiên là mình nghĩ rằng là mỗi cái nó sẽ có cái sự khác biệt. Bao giờ thì chúng ta cũng biết là vòng chung kết World Cup nó là cái giải đấu danh giá nhất của hành tinh. Còn Olympic thì nó có một cái giá trị nằm trong một cái gọi là hệ thống các môn thi đấu, chứ nó không phải là chỉ có đặc thù riêng một môn. Bởi vì nó còn có rất là nhiều các môn trong hệ thống của Olympic, như là điền kinh, quyền anh, bóng rổ, bóng đá là một phần, cầu lông, bơi lội, cử tạ, vân vân, võ thuật, rất là nhiều, bắn súng. Thì bóng đá nó chỉ là một trong nhiều môn. Còn với World Cup nó chỉ là một cái giải đấu 4 năm mới có một lần, và quy tụ tất cả những đội bóng hay nhất hành tinh, những ngôi sao sáng giá nhất, những ngôi sao đẳng cấp nhất, và những cái biểu hiện văn hóa hay nhất, thú vị nhất. Đó là lý do mà tại sao đến các cái kỳ World Cup thì chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện là báo chí, YouTuber và các đài truyền hình sẽ liên tục có những cái thông tin về cái đời sống, văn hóa, thậm chí ẩm thực, du lịch của cái nơi tổ chức kỳ World Cup, và cũng như là những cái quốc gia mà tham dự cái vòng chung kết World Cup thì sẽ có những cái tuyến bài, những cái chương trình về cuộc sống con người của cái quốc gia đó. Nó hay lắm, nó đa dạng hết một nền văn hóa. Còn Thế vận hội hay là Olympic lại là câu chuyện khác. Người ta không nói quá nhiều đến cái chuyện đó. Người ta sẽ nói đến các cái kỷ lục, người ta sẽ nói đến các cái vận động viên mà biểu tượng của Olympic. Người ta sẽ nói đến những cái cuộc tranh tài, người ta sẽ nói đến những cái giá trị, cái giọt nước mắt, cái nỗi đau của những cái tấm huy chương. Đó. Người ta ít nhắc đến cái câu chuyện là văn hóa nhiều bằng World Cup. Đó, mỗi bên nó có cái nét riêng của nó. Thì để mình chỉ chia sẻ, đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của Dũng để giải thích theo cái suy nghĩ cá nhân của Dũng thôi. Còn nếu nói cái nào khó hơn thì không thể nói được. Nhưng mà đặc biệt nha, trong bóng đá thì cái tấm huy chương vàng Olympic chưa là gì so với cái danh hiệu, cái chiếc cúp vàng World Cup cả.
có cái Olympic cũng được, mà không có thì cũng không quá nặng nề. Nhưng cái danh hiệu World Cup 4 năm mới có một lần, nó cũng tương đương với Olympic là 4 năm một lần, nhưng mà nó có một cái giá trị trường tồn. Một cái giá trị trường tồn. Xin chào bạn Đăng Khôi, bạn chị Sau Nin. Chào Dũng, chúc U23 Việt Nam thành công để quên đi thất bại của đội tuyển quốc gia. Dạ em hiểu ạ. Vlog ngoài đường pit, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của Dũng vào tối ngày hôm nay. Sáng mai Dũng cũng đi sớm, cho nên là hôm nay Dũng lên sóng sớm là vì vậy. Bây giờ thì Dũng sẽ tranh thủ là sau khi khép lại cái chương trình này, Dũng sẽ dựng cái đoạn clip về buổi tập ngày hôm nay của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và gửi đến cho quý khán giả. Chắc là khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì Dũng sẽ up xong. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình bình luận tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Chúc cả nhà một buổi tối bình an, mạnh khỏe. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chuyến đi tiếp theo của Dũng bắt đầu từ ngày mai. Xin chào tạm biệt. Xin cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog ngoài đường pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá. Xin chào tạm biệt ạ. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu thì mua 4 lốc sữa Lop Manto, nhanh lên, số lượng